Chị Thanh, hả? Hôm nay 9 giờ chị có cuộc họp với ban giám đốc á. Ừ, đúng rồi. Sao chị chưa đi? Ờ, mấy giờ rồi ta? 9 giờ 5 phút rồi đó. Hả? Ờ, chị đi họp liền. Lẹ, chị Đan Thanh có chuyện gì vậy? Không biết. Alo, tôi Thảo Dân đây. Tôi đứng trước cổng công ty của cô. Cô có thể ra gặp tôi được không? Ừ, dạ được. Chào chị với công ty của tôi ngồi nói chuyện nha. Không cần đâu, gặp cô một chút rồi tôi đi liền. Ngày mai tôi sẽ đi xa. Chị đi đâu? Vậy còn công việc ở đây thì sao? Tôi mở phòng thiết kế là vì ảnh và muốn ở lại để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Nhưng bây giờ anh Đình Toàn đi rồi, chuyện đó không còn ý nghĩa gì với tôi. Vậy chị đi đâu? Tôi qua Pháp họp tiếp phần còn lại mà tôi đã dở dang. Tôi không ngờ sự việc là như thế này. Thật sự hôm nay tôi đến đây để muốn nói với cô rằng cô không có lỗi gì trong chuyện này cả. Nếu không phải cô thì cũng sẽ có một Thu Phương khác xuất hiện thôi, và kết quả cũng sẽ như vậy thôi. Tại hai chúng tôi không biết giữ gìn và nuôi dưỡng hạnh phúc của mình, nên chỉ cần một chút sóng gió là hôn nhân sẽ đổ vỡ. Tôi không ngờ chị lại nói điều này với tôi. Kẻ đã làm tàn vỡ hạnh phúc gia đình chị. Bởi vì tôi biết cô là người tử tế mà. Cảm ơn chị. Nói ra được điều này lòng tôi thanh thản lắm. Nói ra được những điều này thì lòng tôi thanh thản lắm. Tôi về đây. Chợt nhìn lại khi vừa mang qua tay và tình yêu người vỡ. Chúc chị nhiều may mắn nha. Quanh đây âm thầm để biết trong tay cầm chặt những yêu thương. Ngày mới ta thôi không chán chưa. Bệnh tình ngoại như vậy, có đưa vào viện dưỡng lão cũng không ai chăm sóc được.
trong giờ văn ở trường. Dạ. Từ thuở nhỏ, Thảo Dương. Thảo Dương. Thu Phương à, tôi tin là nếu có thời gian họ sẽ gặp lại nhau thôi mà. Dù sao tôi cũng đã làm cho anh chia tay cùng lúc với hai người bạn thân. Bù lại tôi đã có thêm một người bạn. Thu Phương, mình đi thôi. Hương, bộ con nghĩ dại rồi hả? Sao chị không bàn với em vậy? Má, con thấy trong hoàn cảnh hiện nay cách đó là cách tốt nhất. Ông ngoại sẽ được chăm sóc chu đáo, mà má không còn phải lo buồn nhiều nữa. Còn em có thể tập trung vào công việc của mình. Nhưng mà chỉ có điều là từ nay mọi gánh nặng gia đình sẽ đặt lên đôi vai của em. Em phải cố gắng nha. Chuyện đó thì đương nhiên rồi, nhưng mà chị à. Thôi, em đừng có nói nữa. Chị đã quyết định như vậy rồi. Hương à, con quyết định vậy là vì má phải không? Má đừng có nói vậy. Con quyết định như vậy á là cũng muốn tốt cho cả gia đình mình thôi. Trong đó có cả con nữa mà. Chị hai, như vậy chị sẽ từ bỏ ước mơ làm cô giáo của mình sao? Ước mơ lớn nhất của chị bây giờ là cả gia đình mình được bình an. Chị hai, với mẹ không ấy nè. Đi rồi, mẹ. Không bỏ về chung với mình nè. Ngọc Hà. Dạ. Hôm nay mẹ chở con qua bên nhà ba ăn cơm nha. Ủa, hôm nay là ngày gì mà mình qua nhà ba ăn cơm vậy mẹ? Có phải đợi tới ngày gì mới qua nhà ba ăn cơm đâu. Con muốn à? Dạ muốn chứ. Vậy mình đi ha. Ừ. Anh gói cho tôi một con cá lóc nướng nha. Dạ. Bao nhiêu vậy anh? 90.000 con. Được rồi. Anh cho tôi gửi tiền. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn.
ba khóa cửa rồi. Ba, ba. À, con gái. Ủa, hai mẹ con đi đâu đây? Dạ ăn cơm. Ba có nấu cơm đâu, ba toàn ăn mì không à. Lúc nãy hai mẹ con đã ghé chợ mua món mà anh thích nè. Con đố ba món gì? Cá lóc nướng, đúng không? Đúng rồi. Thôi, hai mẹ con vô đi. Ba ơi, mấy bữa nay ba sống một mình đã quen chưa? Ba cũng bắt đầu thấy quen rồi. Mà lúc ba ăn cơm, không ai nói chuyện, ba có buồn không? Buồn chứ. Nhưng mà nếu mà ba không nói chuyện thì ba sẽ ăn nhiều hơn. Lúc con ăn cơm với mẹ, không có nói chuyện, mẹ cũng ít nói chuyện lắm. Nếu hỏi á, mẹ cũng chỉ hỏi có một câu duy nhất thôi à. Hôm nay ở trường sao rồi con? Có gì mới không con? Ba thấy á, ở trong trường có gì mới đâu. Ngày nào cũng như ngày nào. Tại vì mẹ con quan tâm tới con, cho nên mẹ mới nói vậy. Con phải dành nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ. Nếu con không hiểu vấn đề gì á, thì con chủ động nói với mẹ, hỏi mẹ, hiểu không? Dạ. Wow. Ồ, đây, đồ ăn tới rồi. Xong rồi nè. Con đi rửa tay đi, rồi vô ăn cơm. Dạ. Nè. Ủa, anh nhìn gì vậy? Em mặc bộ đồ này anh thấy rất là hợp thời trang. Mỗi lần sao không thấy em mặc vậy? Có lẽ cuộc sống của mình cứ quanh đi quẩn lại với nếp sống cũ, cho nên em cũng bị ù lì theo. Bây giờ hoàn cảnh cũng đã thay đổi rồi, nên em cũng phải thay đổi theo. Mà không biết là em mặc như thế này anh có thích không? Con rửa tay xong rồi ba. Ăn đi con. Nè. Cảm ơn ba. Con ăn đi. Nè anh. Cảm ơn em. Em ăn đi. Được rồi anh ăn đi. Cô đã quyết định nghỉ dạy thật à? Như vậy có vội vã lắm không? Thực ra em đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi nên mới quyết định như vậy. Một phần là em không muốn má em bị dằn vặt về cái chuyện đạo lý hiếu nghĩa. Một phần em cũng thấy ông ngoại em đã hơn 80 rồi. Em nghĩ điều ông ngoại em cần nhất bây giờ là được gần con cháu. Đôi khi tôi thấy cô hơi cố chấp quá. Có thể. Nhưng mà em cũng không biết được là em có thể chăm sóc tốt cho ông ngoại hay không nữa. Em chỉ cầu mong sao là cho đến cuối cuộc đời ông ngoại em sẽ cảm thấy hạnh phúc và toại nguyện vì nhận được sự hiếu kính của con cháu. Tôi thấy cô không nhất thiết phải đánh đổi như vậy đâu. Viện dưỡng lão là một chuyện rất thiết thực. Có khi lúc chúng ta già, không chừng tự chúng ta phải chọn nó để cho con cháu chúng ta đỡ cực khổ hơn. Em biết điều đó chứ. Nhưng mà ở các nước phương Tây, người ta xem đó là chuyện bình thường. Nhưng mà với người Á Đông như mình thì lại khác. Con cái thì có bổn phận là phải hiếu kính với ông bà, cha mẹ. Cái tinh thần đó được truyền từ đời này sang đời khác. Nó đã trở thành một thứ văn hóa, một thứ tâm linh mà đã ăn sâu vào tiềm thức của con người.
Vì vậy, muốn thay đổi nó không phải là chuyện dễ dàng. Được rồi, nếu cô đã quyết định chăm sóc ông ngoại tại nhà thì cô phải áp dụng phương pháp mang tính cưỡng chế trong sinh hoạt, ăn uống cũng như trong vệ sinh. Như vậy thì mới có lợi cho việc điều trị. Nếu cô có thời gian thì cô cứ sắp xếp lại đây, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn cho cô chăm sóc như thế nào. Dạ. Tôi tin là trong một thời gian ngắn, cô sẽ tiếp thu được các kỹ năng chăm sóc cho người bệnh. Như vậy thì còn gì bằng. Ý em muốn nói là muốn cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ. Nếu như bác sĩ đã nói như vậy rồi thì em xin cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Vậy thì em cũng xin phép bác sĩ. Ừ. Em về nha bác Chào sĩ. Chào Hương nha. Dạ, tại đây là lần đầu tiên giữa hai công ty hợp tác với nhau, nên tụi em muốn làm thật tốt thôi mà. Dạ, dạ, chiều nay hả anh? Dạ được à? Dạ, dạ, dạ rồi em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, chào anh. Anh Thái. Ừ? Qua đây tôi nhờ anh chút việc. Ừ. Chuyện gì vậy sếp? Thúy, anh ngồi đi. Em đem bộ hồ sơ này qua phòng kinh doanh giùm chị nha. Dạ. Đây là danh thiếp của công ty gắn máy tia chớp. Đây là lần đầu tiên công ty họ nhờ chúng ta làm quảng cáo. Nhưng tôi có cảm giác họ làm việc quá cẩn trọng và xét nét, có chút gì đó hơi quan liêu. Vì tôi đã làm việc 4-5 lần rồi, vẫn chưa ký hợp đồng được với họ. Tôi nghĩ là chắc cô sắp xếp được mà. Chiều nay tôi muốn anh đi cùng với tôi. Tôi qua đó làm gì? Thì anh phải phối hợp với tôi. Nếu lần này mà chúng ta không ký hợp đồng được với họ nữa thì tôi đấm, anh xoa. Tôi thấy mình nên đổi lại đi. Là sao? Tôi đấm, cô xoa. Tại sao? Bởi vì tôi là đàn ông, cô là phụ nữ là phải xoa, không được đấm. Nhưng tôi là cấp trên của anh, không lẽ tôi phải năn nỉ người ta, còn anh thì phải là mặt ngầu à? Anh nên nhớ, trong công việc thì không phân biệt nam nữ, mà chỉ có sự cộng tác giữa đồng nghiệp và các đối thủ cạnh tranh mà thôi. Chúng ta đang bàn công chuyện làm ăn, chứ không phải là chuyện tình... Tình yêu à? Anh nghiêm túc lại đi, đây là công việc đó. Ừ. Thôi được rồi, anh về chuẩn bị đi, chiều nay anh đi với tôi. Chào sếp. Xin lỗi tôi đến trễ. Giới thiệu với cô Minh Hằng, đây là phó tổng giám đốc công ty chúng tôi. Chào anh. Chào cô. Ủa, Minh Hằng, tôi là Quốc Việt. Tôi học với cô tới hết năm cấp 3 đó. Tôi ngồi sau lưng cô đó. Cô nhớ không? À, anh Quốc Việt. Trời, bữa nay anh thay đổi quá. Còn Minh Hằng vẫn như xưa. Mời ngồi. Dạ. Xin giới thiệu với anh, đây là anh Quốc Thái, đồng nghiệp của em. Dạ. Tôi không ngờ lại gặp Hằng ở đây. Hằng có đến đây mấy lần nhưng mà sao không gặp anh? Anh thường xuyên đi công tác nước ngoài, anh cũng mới đi công tác vậy. Không ngờ lại gặp bạn học cũ ở đây. À, anh đã xem bản kế hoạch của công ty Hằng chưa? Xem rồi. Anh thấy nó rất hay, nó rất hợp với yêu cầu của công ty tiền trước. Vậy thì mình có thể thương thảo và ký hợp đồng được chứ anh? Không thành vấn đề. Đối với ai chứ đối với bạn học cũ thì anh vào thảo ngay cho tôi một bản hợp đồng rồi phát ngay qua công ty của Minh Hằng nhé. Dạ, em sẽ làm liền.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh thiệt á. Thật sự hả? Hồi nãy em không nhận ra anh luôn á. Nếu mà tính từ năm lớp 9 tới giờ thì cũng đã mười mấy năm rồi. Em nhớ hả? Hồi lúc mà anh mới chuyển vô lớp em á. Cái em nhìn anh, em quay qua, em thấy Ái Xuân á. Nó nhìn anh chằm chằm vậy nè. Cái em hỏi nó, ủa chuyện gì vậy? Cái nó nói, trời, phụ huynh mà đi học chung với học sinh hả? Cả lớp cùng cười lên hết. Rồi hả? Sau đó thì em mới biết là do hoàn cảnh gia đình anh, nên anh mới đi học muộn. Nhưng mà cũng nhờ vì lý do đó mà cả lớp đều rất quý anh. Hằng nè, Hằng còn nhớ Thanh Hải với Ái Xuân không? Họ cưới nhau rồi đó. Và họ có một đứa con gái khoảng chừng 10 tuổi gì đó. Chuyện thật á hả? Em còn nhớ là hai đứa hay cãi nhau lắm mà. Mà Ái Xuân á hả? Còn bị Thanh Hải ăn hiếp hoài nữa. Lần nào cũng khóc hết đó. Vậy mà cưới nhau. Ngộ thiệt ha. Thanh Hải nó đã thích Ái Xuân lâu rồi. Nó cố tình ăn hiếp Ái Xuân hoài à. Mà hồi đó thì tụi mình còn nhỏ, đâu có biết chuyện ga lăng ga liếc gì đâu. Bây giờ anh khai thiệt với Hằng nha. Nhưng Hằng đâu có cười anh nghe. Hồi đó vì Hằng mà anh viết thư tình đó. Có chuyện đó hả anh? Ừ. Ủa mà sao em không nhớ gì hết vậy? Có lần anh đã định gửi mấy lá thư tình cho em, nhưng mà mắc cỡ không tìm được cái gì nên giả bộ hỏi em bài toán. Cuối cùng lại bị em chửi trong một trận. Anh còn nhớ lúc đó em nói là bài toán dễ như vậy mà sao anh việc giải không được. Sao anh ngu quá vậy? Trong em lúc đó dữ dằn lắm nghe. Còn anh thì lại bị tổn thương trầm trọng, đến nỗi anh muốn cắm đầu vào xe buýt luôn á. Mẹ. Dạ cảm ơn anh. Em cũng mời anh nè. Thôi mình uống nha. Mừng hồi ngủ. Trước mặt các vị là bản kế hoạch triển lãm trong quý tới của công ty chúng ta. Cụ thể thực hiện như thế nào thì xin các vị hãy cho thật nhiều phương án. Xin tổng giám đốc cứ yên tâm. Với sự giúp sức của cô Thu Phương bên công ty quảng cáo, tôi tin chắc sản phẩm lần này sẽ hoàn thành tốt đẹp. Vậy cô Thu Phương đã sẵn sàng chưa? Tôi đã sẵn sàng rồi ạ. Vậy thì hay lắm. Chúng tôi rất hài lòng về cách làm việc của cô trong những kế hoạch lần trước. Tôi hy vọng là cô sẽ phát huy tinh thần đó. Sau buổi họp này, chúng ta sẽ đi liên quan, lấy không khí để chuẩn bị bước vào kế hoạch mới. Tôi chiêu đãi, không ai được dán mặt nha. Cả ly. Xin mời. Nè, mọi người dùng đi. Dạ, mời anh. Anh em chúng tôi uống với nhau hoài chán lắm. Hôm nay mời cô Thu Phương uống với tôi một ly. Xin lỗi, em không biết uống rượu. Sao tôi nghe người ta nói tủ lượng của cô Thu Phương mạnh lắm mà. Dạ, em không uống được đâu. Vậy mà tôi cứ tưởng cô Thu Phương hoặc bác cởi mở. Sao hôm nay lại không nể mặt tôi chút nào vậy? Dạ, tại em không cho cô ấy uống nữa. Bởi vì ngày mai cô ấy có một cuộc họp báo ở công ty. Em sợ cô ấy uống ngày mai sẽ không làm việc được. À, thì ra là như vậy. Rất tốt, có tinh thần trách nhiệm. Đợi xong cuộc triển lãm này, chúng ta sẽ tái ngộ. Dạ. Thôi, anh em mình cạn ly. Xin mời. Xin mời mọi người. Mời. Sức khỏe. Xin mời. Dạ mời. May nhờ có anh mà em khỏi phải uống rượu. Những trường hợp như vậy, nhiều khi không khéo thì rắc rối lắm. Cảm ơn anh đã dạy dạy cho em nha. Anh biết, dạo này em không có uống rượu nữa phải không? Em cũng muốn cảm ơn anh đã đưa em về. Có gì đâu em. Vậy em về trước nha.
À, Thu Phương à. Đừng băn khoăn nữa nha. Mọi chuyện đã qua rồi. Hãy cố gắng sống vui vẻ lên nha. Dạ, anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Ủa con, sao không học bài đi mà ngồi coi truyện vậy? Dạ hôm nay bài ít. Bộ mày buồn hả? Sao con lại hỏi vậy? Tại vì con thấy mẹ hơi buồn buồn và cô đơn. Con nít mà cũng biết cô đơn nữa hả? Biết chứ sao không. Cô đơn là không có bạn á. Chỉ có một mình thôi à. Vậy có lúc nào con cảm thấy cô đơn không? Có. Khi con chuyển qua học lớp mới á, không còn được gặp các bạn cũ nữa. Chắc bây giờ các bạn đã quên con rồi. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, con thấy buồn và cô đơn lắm. À mẹ ơi, tại sao tụi con không được học chung từ lớp 1 cho đến đại học hả mẹ? Con à, trong cuộc sống rất ít khi có những người bạn mà họ cùng học chung rồi chơi chung với mình từ bé cho tới hết cuộc đời con à. Mẹ cũng vậy nè, từ tiểu học, trung học, rồi tốt nghiệp đại học, rồi tới khi đi làm. Bây giờ những người bạn của mẹ mỗi người một phương trời. Nhưng bù lại mẹ cũng có những người bạn mới con à. Vậy trên đời này không có gì là mãi mãi không thay đổi á mẹ. Mẹ biết là chuyện của ba mẹ đã làm con rất buồn. Nhưng mà mẹ rất thương con, ba cũng rất là thương con. Và điều đó mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. Hằng. Hằng. Dạ. Có gì mà mãi mê quá vậy? Em coi hình hồi nhỏ, thời cấp 3 của em, thời còn đi học đó mà. Ừ, lâu lâu mà coi lại mấy này á, cũng thấy vui quá ha. Dạ. Chị coi tấm này nè. Ủa mà chị còn nhớ anh Quốc Việt không? Quốc Việt hả? Nè, người này nè. Đó. Chị nhớ không? À, cái cậu già nhất lớp phải không? Chị biết không, hồi chiều á, em mới gặp ảnh. Vậy hả? Dạ. Mà chị có biết bây giờ ảnh làm gì không? Làm gì? Trời, ảnh làm á hả? Phó tổng giám đốc công ty xe gắn máy tia chớp. Trời ơi, giỏi dữ vậy hả? Dạ. Hồi chiều á, ảnh còn mời em đi ăn nè. Rồi trong lúc mà nói chuyện á, ảnh nói là năm lớp 11 á, ảnh si em á. Thôi, đừng có mơ mộng nữa. Đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa. Cất đi chị tắt đèn nè.
Chết gì? Nhìn gì? Ngồi ăn đi. Con chào cả nhà. Cha, hôm nay làm gì mà ăn diện đẹp quá vậy ta? Dạ, đâu có đâu. Tôi ngoại con đi làm. Đi học đi con. Trời ơi. Đó. Dạ, ngoại. Tôi ngoại con đi làm. Phải đi học. Đi làm mà. Con đi nha má. Đi học làm. Nè, bữa nay làm gì mà nó ăn bận đẹp dữ vậy con? Chắc là nó có niềm vui mới đó mà. Đi thi hạng nhất à. Trời ơi. Người ta đi làm mà con nói đi thi hoài. Đi làm này. Đi thi mà. Hả? Niềm vui mới là gì? Nói má nghe coi. Thì mai mốt má sẽ biết. Thôi, mai 21 chiều nay. Ba ơi ba. Chào mọi người. Wow. Sao hôm nay sếp đẹp quá vậy? Sao sếp hôm nay đẹp quá vậy? Lúc hầm mộ sếp quá đi. Chào Thu Phương. Chị. Trời ơi, hôm nay sao đẹp dữ vậy? Dạ nha. Không biết cái chuyện tin nhầm mà mình lỗi dữ vậy ta. Em cất mấy thứ này vô hồ sơ kia cho chị. Dạ, dạ chị. Đi nha. Sếp bữa nay chuyện sao? Không biết sếp thay đổi. Thôi, làm việc đi cô. Trời, làm gì đẹp thì để ta ngắm, không làm dữ vậy. Tính độc xuất. Cô tình yêu rồi đó. Mấy ông đừng có ở đó mà ngẩn ngơ. Thái, sao này sếp bị quá vậy? Linh ơi. Dạ. Đại kế hoạch của em nè chị. Chị coi giùm em nha. Em vẽ cũng được đó. Nhưng mà có mấy chỗ màu mè quá. Em về em coi kỹ lại. Rồi em chỉnh lại nè. Coi chừng bị rùm rà. Dạ. 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 Em cảm ơn chị. Dạ. Gì em? Dạ thưa sếp, dạ, cái kế hoạch của công ty Giấy Tiến Phát á, em chưa có làm chưa đâu. Xong hả? Dạ, em chưa có làm hoàn chỉnh. Không sao đâu, em về em coi kỹ lại đi, xong rồi em gặp chị sau cũng được. Không sao hả chị? Ngày mai em đâu cũng được hả chị? Dạ em cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ em chào chị. Em qua công ty anh Huy đây. Đi nha.
Dạ dạ dạ, em biết rồi. Dạ, em qua liền. Sếp. Có gì chăm chú vui quá vậy ta? À, nhờ sếp xem giùm tôi cái hồ sơ nha. Hồ sơ đâu? À, quên. Ê, xem giùm tôi có hồ sơ. Đẹp đó. Cảm ơn. Có gì mà vui quá vậy? Nè, anh nhìn tấm hình này đi. Tấm hình của Quốc Việt với tôi hồi nhỏ đó. Cái anh mà nhìn mặt ngố ngố đó. Trời, là cha này hả? Trời, nãy giờ cứ tưởng là phụ huynh học sinh đi học chứ. Không phải đâu, tại ảnh do hoàn cảnh gia đình nên phải đi học trễ á. Còn đây chắc là cô hả? Anh Quốc Việt đứng kế bên tôi á. Vậy à? Nhưng mà tôi chỉ xem cô thôi, xem anh ta ngố ngố làm gì. Sao anh nói anh ta là ngố ngố? Thì hồi nãy cô cũng kêu là anh chàng ngố ngố mà. Ngố thiệt. Nhưng mà anh ta bị giỡn hả? Nhìn khác xưa rồi. Tiền hô hậu ủng, khoai phong lẫm liệt nữa. Anh ấy bị giỡn hả? Trưởng thành nhiều lắm rồi. Trưởng thành cái gì? Bình thường à. Phó tổng giám đốc bình thường thôi, có gì cao siêu đâu làm gì ca ngợi như vậy. Anh kỳ quá à. Thấy người ta thành đạt rồi ganh tị hả? Người ta bây giờ á là một doanh nhân thực thụ, đi xe hơi nè, ở biệt thự nữa. Thật là đáng để cho mọi người phải ngưỡng mộ và khâm phục. Trời. Vậy cô đã điều tra rõ anh ta có vợ con gì chưa? Mới gặp ai đâu mà dám hỏi chuyện đó. Ủa, mà sao anh lại hỏi chuyện đó? Thì tôi nhắc nhở cô thôi. Rồi anh ta có vợ con rồi, rồi mất công cô ca tụng nữa. Chẳng qua là lâu ngày hả, bạn bè gặp lại vậy thôi. Anh hả, sao mà phàm phu tục tử quá vậy? Còn nói gì nữa không? Không. Không thì làm việc đi. Tự nhiên nhìn cái mặt ngố trong hình mà vui thế ghê. Đi làm. Vô gì? Thay đổi gì mà thay đổi. Đối với mong mới thay đổi. Đối với tôi cũng giữ thiết ớn. Thu Phương à, em thấy cái sản phẩm mới này nếu mà công ty anh tung ra thị trường thì em thấy sao? Ý anh nói là muốn bia cho nó hả? Em nghĩ tốt á. Đúng vậy. Nó đẹp mà. Xin lỗi em, anh có điện thoại. Dạ. Con nghe nè má. Dạ, con khỏe à. Sao? Ba bị làm sao à? Dạ. Dạ. Dạ, con sơ mưa gửi liền về cho má. Má đừng quá lo lắng nha. Dạ, có gì con sẽ gọi điện thoại về cho má. Chuyện gì vậy anh Huy? Ba anh bị bệnh. Má anh nói mua nấm linh chi gửi liền về cho ba. Mà anh không biết mua thứ đó ở đâu nữa. Hay là anh đến đường Hải Thượng Lãng Ông ở quận 5 á. Ủa, vậy vậy sao em biết? À, hồi đó em cũng có mua gửi cho bà nội em. Vậy anh làm phiền em dẫn anh đi mua dùng.
Tại vì anh cũng không đành về nắm lên chi. Với lại anh cũng cần gửi liền cho má. Mình đi liền đi. À. Đôi khi nhìn nhau thật xa lạ quá, đôi khi lại thấy đêm dài. Lang thang về đâu, tình lại hơi ấm xa. Yêu em bao lâu, tình yêu đậm sâu, từng nụ hôn cho nhau nồng ấm. Cố gắng thật nhiều, chỉ thấy đêm sầu. Một lần sau cuối, xin được nhớ, xin được mơ, xin được yêu. Nắm lấy tay em, ôm em thật lâu, cho mưa đêm nay giữ em đừng xa. Một nụ hôn cuối chân tình ấy, cứ muốn bước tiếp bên em dù cho màn đêm quá dài. Lại một lần tìm anh mong nhớ và sự buồn mình anh yêu em như vậy thôi.